rửa tay và nguồn nước sản xuất, sau đó lấy nước rửa tay đổ trực tiếp vào bồn máy sản xuất bánh. Hay đâu đó quanh khu vực nhà máy lại có những con rán như thế này. Theo như lời giới thiệu của doanh nghiệp này trên website, công ty cổ phần Thiên Hà Camera có địa chỉ tại xã Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, được thành lập ngày 19 tháng 6 năm 2013 bởi sự hợp tác liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam là công ty cổ phần Thiên Hà Core và công ty Nhật Bản Camera Senkaku. Mang thương hiệu bánh gạo có doanh thu số 1 Nhật Bản, Thiên Hà Camera đã tạo được tiếng vang lớn trên thị trường Việt Nam với sản phẩm bánh gạo giòn ngon chuẩn Nhật, được người tiêu dùng đón nhận và yêu thích. Tuy nhiên, ẩn sâu trong quy trình sản xuất của công ty Thiên Hà Camera lại khiến người dùng phải đặt câu hỏi. Theo thông tin tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm có được, công nhân làm việc tại công ty Thiên Hà Camera đều sử dụng tay không thực hiện các công đoạn từ ngâm gạo, xay gạo, hấp, đùn, v.v. Bột thừa được nhặt nhạnh để trong bao, thùng ngay trên mặt đất, sau đó đưa lại, tái sử dụng một cách rất chuyên nghiệp. Hơn thế, người công nhân này trong quá trình nhặt phôi bánh lại thản nhiên dùng tay lau mồ hôi rồi lại tiếp tục công việc. Trong xưởng, kho, các thùng nguyên liệu, hóa chất được để chất chồng. Điểm đáng nói ở đây, công nhân sử dụng tay không nấu bột, tiện thể sử dụng nước rửa tay làm nguyên liệu để nấu. Mọi công đoạn được thực hiện rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, tại một công ty quy chuẩn Nhật Bản lại có sự hiện diện của những sinh vật như con rán này đây. Liệu rằng quy trình sản xuất của công ty cổ phần Thiên Hà Camera có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Câu trả lời xin chờ kết quả từ cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và người tiêu dùng phán xét. Thương hiệu và sản phẩm sẽ tiếp tục đưa tin.